Như một thông lệ, một điều đã dần được đoán ra từ trước trong lộ trình phát triển của mình. FIFA Online 4 Việt Nam ngày 8 tháng 6 vừa qua tiếp tục bảo trì để cho ra mắt mùa thẻ mới Free Agent với những thẻ cầu thủ mang bộ chỉ số tuyệt mỹ. Điều này càng làm cho các fan của bóng đá điện tử cảm thấy nhớ FIFA Online 3 già diết. Mặc dù không phải là một con game hoàn hảo, thế nhưng FIFA Online 3 vẫn là một tựa game huyền thoại từng gây thương nhớ cho không ít người chơi cả nước. Chính vì vậy mà có một bộ phận không nhỏ game thủ đã tìm cách trải nghiệm lại trò chơi thông qua nhiều cách khác nhau, với mong muốn duy nhất là được sống lại những ngày tháng xưa cũ, tìm lại niềm vui sướng đã mất. Tuy nhiên, điều đó có phải là cách tốt nhất để ta có được niềm cảm hứng khi chơi game mô phỏng bóng đá hay không? Việt Nam, Garena, ngày 11 tháng 9 năm 2013, đó là nơi tình yêu bắt đầu. FIFA Online 3 đến với người hâm mộ bóng đá trong nước khi PES 13 đã vô cùng thành công, còn FIFA Online 2 trước đó là một tượng đài. Thế nhưng, kỳ vọng của cộng đồng không hề là trở ngại về FO3 khi tựa game thực sự trở thành một cơn sốt phòng bẫy thời điểm đó, dần dần trở thành game bóng đá quốc dân. Cấu hình nhẹ, đồ họa đột phá, hệ sinh thái in-game hấp dẫn, lợi tính cạnh tranh cao. Chúng ta phải mất cả ngày để liệt kê hết những ưu điểm của FO3, nhưng có một điều chắc chắn rằng tựa game thực sự gây thương nhớ cho bao thế hệ người chơi. Suốt thời kỳ hoàng kim của nó, từ 2014 đến cuối 2017, FIFA Online 3 đã dìu dắt game thủ qua những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của một con game free to play và cho tất cả biết thế nào là bóng đá điện tử thực thụ, điều mà có lẽ chúng ta chỉ tìm thấy ở PES 6, PES 13 hay FIFA truyền thống. Nhưng bản game có sự trải nghiệm đắt đỏ mà không phải ai cũng chơi được. Rồi cũng chính con game này, một hệ sinh thái xung quanh nó đã phát triển hưng thịnh đầy đặc sắc. Từ sự đi lên của các phong trào tập luyện thi đấu cho những kênh truyền thông tự phát chuyên trị content FIFA Online 3 trên các nền tảng như YouTube, Facebook, tất cả đã biến FO3 thành tựa game quốc dân, một trò chơi sẽ hòa vào văn hóa đại chúng như những gì mà Liên Minh Huyền Thoại hay Đột Kích đã làm. Đã có những năm tháng thanh xuân, những giây phút tuổi trẻ mãi đồng lại nơi đó. FIFA Online 3 góp vào khoảng trời kỷ niệm của nhiều người một mảnh hồi ức đẹp đẽ đến mê hồn, đến mức chỉ cần nghĩ về, ta mỉm cười lúc nào không hay. Thế nhưng rồi, càng níu giữ, ta càng dễ mất. Đó là tên bài hát của Mr. Zero và cũng là tâm trạng của nhiều fan cứng FO3 vào năm 2018 khi FIFA Online 4 chính thức ra mắt. Chúng ta không đánh giá thấp FO4, nhưng việc trò chơi này được phát hành thì cũng đồng nghĩa với việc người tiền nhiệm của nó sắp đi đến hồi kết. Và Garena chắc chắn sẽ phải cho FIFA Online 3 ra rìa để tập trung phát triển thế hệ thứ tư của dòng game FIFA Online. Dần dần, các chức năng của game bị đóng cửa, lượng người chơi thưa thớt dần, những YouTuber, streamer cũng buộc phải chuyển mình để chạy theo tiếng gọi của thời cuộc. Trước thực trạng đó, nhiều người đã phải thầm cảm ơn chiến lược phát triển có phần mất chất và khó hiểu của Nason khi cho ra mắt các mùa LV, CC, CP vào giai đoạn cuối game. Chính điều này đã khiến chỉ số cầu thủ bị lạm phát nặng nề và khiến không ít người chơi chán nản. Chứ nếu nhà sản xuất cứ thế, ngưng phát triển trò chơi thì nó vẫn còn ở thời kỳ đỉnh cao. Sự tiếc nuối, thậm chí là toxic của cộng đồng game thủ chắc hẳn còn lớn hơn rất nhiều. FIFA Online 3 cứ thế trở thành một kẻ lỗi thời. Nó đứng ngoài cuộc, lạc hậu, bị ghẻ lạnh. Không phải vì nó mất đi những giá trị cốt lõi, mà là nó đã không còn được truyền thông để nhà phát triển quan tâm. Dần phải lùi về sau, nhường ánh hào quang là cho người đàn em FO4. Bắt đầu chỉ toàn những hoài nghi, kết thúc chỉ toàn những hoài niệm. Ngày 14 tháng 6 năm 2019, server Việt Nam của FIFA Online 3 chính thức bị khai tử. Đó chắc chắn là điều rất nhiều game thủ Việt Nam không cam tâm khi chúng ta đã dành những quãng thanh xuân đẹp nhất cho tựa game này. Chính vì vậy mà mặc dù bảo là bị xếp xó, nhưng FIFA Online 3 vẫn còn nhận được sự quý mến, thương cảm của một bộ phận không nhỏ những người yêu bóng đá điện tử ở Việt Nam. Không thể trải nghiệm tựa game bằng máy chủ của đất nước mình, nhiều game thủ đã chọn cách di cư sang các server nước bạn. Với những người chơi miền Bắc, họ sẽ chọn về nhà 10 xu khi tham gia vào phiên bản FO3 của Trung Quốc. Còn ở đầu cầu phía Nam, chúng ta có server của Malaysia và Indonesia. Tất nhiên, việc fake IP chơi phiên bản của nước khác như vậy sẽ khiến người Việt gặp khá nhiều vấn đề về ping. Nhưng nếu có một dàn máy đủ tốt, việc leo rank sao vàng cũng là hoàn toàn khả thi. Thêm vào đó, thời gian đầu, sau khi FIFA Online 3 tại Việt Nam đóng cửa, các server kể trên vẫn còn hoạt động khá trơn tru và sôi động.
thể hiện rõ cái chất nguyên bản của game, khiến cho những Việt kiều vô cùng thích thú. Đã từng có giai đoạn việc chuyển sang chơi FO3 nước ngoài thay vì chơi FO4 nước mình trở thành một trào lưu, và bạn không khó để có thể gặp được đồng hương nơi đất khách quê người. Ủa, ông là người Việt Nam à? Sao chính pin mượt vậy? Đó là những câu trao đổi thường gặp trong các cuộc hội thoại tại các trường xếp hạng, nhất là server Mã Lai và Indo. Thế nhưng rồi, nỗ lực của người chơi có lớn đến mấy cũng không thể đối chọi cân sức với nhà phát hành lẫn nhà phát triển. Các server nước bạn vào năm 2020 cũng dần xa lầy, lạm phát buff game tràn lan đến mức mất cân bằng, gây ức chế để rồi phải lần lượt nối đuôi Việt Nam mà đóng cửa. Ngày 7 tháng 6 năm 2021, thành trì cuối cùng của FIFA Online 3 thế giới là phiên bản Trung Quốc do Tencent phát hành cũng chính thức đánh sập, khép lại cả một vùng trời ký ức của nhiều người hâm mộ bóng đá điện tử. Đó chắc hẳn là sự tiếc nuối không nguôi dành cho một tựa game đã đi vào văn hóa đại chúng, đi vào ngôi đền huyền thoại như FO3. Trò chơi đã lưu giữ cảm xúc, dẫn dắt chúng ta kinh qua nhiều ngày tháng tươi đẹp khi tận hưởng bóng đá điện tử đỉnh cao. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận dưới góc độ khác, đây lại là cái kết cần thiết và tất yếu. Trên thực tế là nếu thật sự vẫn muốn trải nghiệm trò chơi, chúng ta hoàn toàn có thể lần mò ra được những bản game lậu trôi nổi trên Internet, tải về chỉ trong vòng 2 tiếng và chiến. Chúng ta có thể tìm thấy sự thú vị ở những bản game như vậy không? Sẽ tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, đó không còn là FIFA Online 3 mà chúng ta từng biết, từng chơi. Các phiên bản lậu tất nhiên sẽ thừa hưởng toàn bộ những gì có phiên bản chính thức cuối cùng của game, tức là bao gồm những hiện tượng lạm phát chỉ số, lạm phát giá, mất cân bằng game. Thêm vào đó, lượng người chơi chắc chắn sẽ vô cùng ít ỏi, mà đôi khi khiến chúng ta phải tự kỷ, đa vây máy trong một tựa game online. Phiên bản lậu thì thường cày rất dễ, người chơi sẽ nhanh chóng phá đảo trò chơi. Điều này khác hẳn so với tính chất hardcore cạnh tranh ở FO3 ngày đó. Nếu chỉ cần online đủ 7 ngày, sẽ nhận free thẻ Ronaldo de Lima, Ultimate Legend. Các game thủ có hứng thú với chơi game không? Điều này dẫn đến sự thiếu động lực trong việc chơi game, tạo tâm lý chán nản. Và rồi, chúng ta cũng sẽ từ bỏ trò chơi rất nhanh chóng, đúng như cách đã tải nó về. Ngoài ra, việc tải về những bản lậu như vậy sẽ không có gì đảm bảo rằng nó không có những mã độc hại, virus. Vì những điều như vậy, liệu có đáng để chúng ta bất chấp chơi FIFA Online 3 lần nữa không? Bản thân cảm thấy thao nghĩ là không. Không phải vì không còn tình cảm với nó, mà chính bởi vì yêu mến nó, ta nên cất nó lại di vãng, và rồi sau này sẽ nhớ về nó như một trong những hoài niệm thật đẹp của thanh xuân. Tiếc nào rồi cũng đến lúc tàn, dẫu vui đến mấy rồi cũng sẽ phải đi đến hồi kết. Lộ trình phát triển của một tựa game đã được nhà sản xuất định sẵn từ trước, và mọi thứ cứ như thế diễn ra. Chúng ta không thể cứ chìm đắm mãi, nếu giữ mãi trò chơi, mà phải tập cách bước tiếp, tập cách quên nó, tận hưởng những sản phẩm game tiếp theo, mà cụ thể ở đây là FIFA Online 4. FIFA Online 3 còn chơi được không? Câu hỏi mà Cảm Thể Thao đặt ra ở đầu video mang nhiều tầng ý nghĩa hơn là việc liệu còn có thể tải về trò chơi này hay không. Với mỗi người chơi, chúng ta ắt hẳn sẽ có câu trả lời của riêng mình. Thế nhưng, Tony Stark đã nói, kết thúc là một phần của cuộc hành trình. Tiếc nuối là điều không thể tránh khỏi, nhưng có những điều ta chỉ có thể mượn một đoạn đường, chứ không thể đồng hành với nó suốt cuộc đời. Vì vậy, hãy lưu giữ FO3 trong ký ức của mình và mở lòng đón nhận với tâm thế tích cực của những tựa game khác, dù nó có là FIFA 22, eFootball 22 hay FIFA Online 4.